第256天 Ngày 256. Đi đi, chị tiếp tục tìm thử xem. 去吧,我继续找找看. Chu ba wo ji xu zhao zhao kan chu ba wo ji xu zhao zhao kan chu ba wo ji xu zhao zhao kan. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Không cần cố đi ôn tập từ mới và bài khóa cái gì cả. Bú dùng khờ y chú phụ xí sân xứ hớ khờ vấn sớ mơ tờ. Đi giày cao gót thật mỏi chân. Chân cao gân xía chân lệ chảo. Không rõ lắm. Bú thải chinh chủ. Thảm quá à. Khó xản à. Đi thang máy lên trên. Dù điện thi sang chữ. Tuyệt đối. Chuyết tuổi. Để đâu? Phẳng nả. Tận mắt nhìn thấy. Chi nhắn khăn diện. Đầu tiên. Sầu xiên. Nhìn dáng vẻ, trông có vẻ. Khai nhạng dự. Sẽ chịu thoải mái. Su phủ. Lên người. Sẵn sân. Liệu có trông béo hay không? Huệ bú huệ xén phẳng. Vừa lựa chọn. Căng theo. Kiểu này. Trở khoản. Trở khoản. Rất thích hợp với em. Hẳn sự hợp nỉ. Tiếp tục tìm thử xem. Chị xuyên chào chào khăn.